sân, em quay ngựa trở về đây. Ngựa pháp trực, các bối mất mù bay, quân nào phủ sắp xa tay hành. Đúng không? Trời ơi, cái làng hơi quá trời mà ca kiểu này làm sao mà không mệt cho được. Nhưng mà quá hay phải không quý vị? Quá hay. Dạ, mời ban giám khảo cho biết ý kiến của mình ạ. Nó còn đang nghèn nghẹn ở đây nè. Trời ơi, thần thái vô cùng luôn. Hay quá hay luôn, không biết cô Dự Hiền mà coi, cô sẽ thương và cô sẽ không cầm được nước mắt đâu. Giống quá luôn, tuyệt vời. Từng chữ, nhưng mà có cái chữ này nè mà em nhấn một chút xíu nữa thì tuyệt vời.
giết kẻ thù chứ giết bạn. Cổ chỉ nhấn cái chữ bạn. Giết bạn đành. Đó. Đó, em ngân câu 2 với câu 2 rất là hay, rất là giống. Dạ, nhưng mà cái chữ bạn đó em nhấn một chút xíu nữa thì thôi, tuyệt vời nữa, càng hay hơn nữa. Chị Mỹ nói thật, chị cũng là người thần tượng cô Diệu Hiền mấy chục năm nay. Nhưng hôm nay là em là người đầu tiên chị Mỹ thấy em giống cô Diệu Hiền nhiều nhất. Chị Mỹ, chúc mừng em. Bình An. Cảm ơn chị Mỹ. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Bình An. Dạ. Đi hát rất là thường đúng không? Dạ. Nhưng mà em chưa có được dịp để cơ hội được đứng trên những cái sân khấu game như thế này. Dạ, em mới đứng lần đầu. Muốn đứng lần đầu thôi. Chị nghĩ rằng là sau khi cái nghệ sĩ thần tượng, khán giả sẽ biết em nhiều nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị. Cái gì mà tinh túy, những cái gì mà em yêu mến, những cái gì mà em thần tượng, em đã trút hết cho khán giả xem rồi. Và em phải nói thật là chắc nhịp. Bắt đầu từ câu 2 mà xuống hò, nếu mà gặp người khác nó sẽ bị rớt nhịp này, mà em kéo nhịp rất là hay luôn. Tuyệt vời lắm Bình An ơi. Dạ cảm ơn chị Hằng. Dạ cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Cho tôi hỏi cái bài hát này lấy tiền được bao nhiêu rồi? Dạ chút đỉnh. Chút đỉnh. Bài này là phải đi show hát rất nhiều lần rồi, đúng không? Dạ em cũng thỉnh thoảng hát thôi chứ bà này em không có ít hát lắm mà anh, ông xã em nói em hát rất giống, em gắng học bài này đưa đầu em mới tâm huyết cái bài này. Em hai cái phần trước á là em đã giống rồi, cái này em giống đến 95%. Nhưng mà ở đây á, cái lực của em quá khỏe luôn. Và cái người mà khỏe đó, người ta ca đó, người ta có thể là người ta tống hết hơi người ta ra, người ta không biết kiềm chế lại. Còn em á, em khỏe nhưng mà chỉ cần góp ý em cái thôi là em biết kiềm chế cái giọng em lại, nó vừa đủ. Đây là một cái lợi thế rất lớn cho em. Và anh cũng cảm ơn chồng em, anh Thái Điền đã đưa em lên đây để em có thể thể hiện một cái nhân vật mà em thần tượng. Xin cảm ơn anh Thái Điền nha, anh Thái Điền ơi. Dạ kỳ này anh rớt cái vợ anh rồi đó. Rớt cái vợ anh rồi đó. Nhưng mà anh tiếc là nếu như bài này mình để vô sâu một chút nữa. Dạ. Dạ. Mình phô ra hết trơn cái giống nhất của cô Diệu Hiền trong những cái phần đầu, nó uổng quá. Giám khảo yên tâm, tại em nghĩ rằng là với cái kho vai diễn của cô Diệu Hiền ấy, thì còn rất là nhiều những cái vai đặc biệt của cổ để khán giả ghi nhớ. Và với vai chẳng hạn như là vai Nhụy Kiều Tướng Quân nè, hoặc là vai Bùi Thị Xuân, hoặc là cô Diệu Hiền có hát một cái bài mà em thấy rất là thích là cái bài Vua Trụ Thiêu Mình ấy. Đó, và những cái vai diễn đó, những cái bài đó cô còn một cái đặc điểm mà Đại Nghĩa nhận ra là cô hay lồng cái tiếng cười của mình vào á. Cái tiếng cười đầy cái sự đau khổ, sự chua chát và sự cay đắng. Và nó cũng là một trong những cái dấu ấn đặc biệt của nghệ sĩ Diệu Hiền trên sân khấu. Và mong rằng khi Bình An vào những vòng trong sẽ tiếp tục thể hiện được những cái vai diễn đó, những cái thần thái của cô Diệu Hiền qua những cái vai diễn kinh điển của cô. Chúc Bình An sẽ gặp nhiều may mắn ở những phần thi tiếp theo nha. Dạ, cảm ơn anh. Ôi, một giấc mơ sắp thức thành mà người mơ ước, mà người mơ ước sắp cận kề bên cái chết. Không hơn ai cuồng say nồng nhiệt như buổi ban đầu.
hay đưa mới nhau. Anh cũng biết thương em, nhớ mẹ, xót lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa anh cũng làm thi sĩ, cả ngời tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi, anh đi là để đem vinh quang về cho cha mẹ, đem hạnh phúc cho lứa đôi tháng ngày mong đợi. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà xa cách muôn trùng. Lan ơi xin em đừng hiểu anh là kẻ bạc nghĩa vô tình. Em biết không, hình bóng của em mãi chập chờn trong giấc ngủ. Nỗi xót đau hoàn nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em phải dấn thân vào con đường vô nghĩa. Để rồi ngày nào hỏng súng của anh sẽ bắn vào em. Lan ơi nếu như em ngã xuống thì lòng anh sẽ thành băng giá vì xót đau và bao nỗi kinh hoàng. Anh không hiểu tại sao em già quanh không làm ngay con chim nhỏ ca suốt đêm ngày một bài ca hạnh phúc bình yên trong một thế giới riêng tư giữa khung trời thơ mộng. Anh sẽ lo cho em, anh lo cho em có đủ vàng son nhung lụa. Anh sẽ dựng cho em một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, nghĩa là ngay trên mặt đất. Anh sẽ tạo cho em một cuộc sống thiên đàng. Tội gì em phải dấn thân vào dòng nguy hiểm, xuống đường tranh đấu để mang lấy quả vào thân. Em nghĩ coi, việc làm đó chỉ rước lấy đau thương trước sắt thép đạn bom của một siêu cường quốc có một sức mạnh kinh hồn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thi của thí sinh Thái Điền và Hoàng Phước. Cho đề nghị hỏi rằng là khi chúng ta tập cái tiết mục này là chúng ta cũng lựa chọn hai cái vai, nó nằm ở hai cái đoạn khác nhau, nhưng mà để có thể thể hiện được cái giọng ca của mình, đúng không ạ? Nhưng mà trước đó thì chắc hẳn là các anh các bạn cũng đã từng xem qua vở cái Lương này rồi, đúng không? Hồi nhỏ thì Thái Điền cũng coi Ba Văn Châu hát rất là nhiều tuồng. Tìm lại cuộc đời Thái Điền ghiền lắm. Ba Văn Châu đóng vai Trần Hùng rất là hay. Dạ. Còn với Hoàng Phước thì sao? Dạ thấy mà cái tuồng cải lương, cái vở cải lương nào mà có chú Thanh Tuấn đóng là lúc nào Phước cũng nghe, chẳng hạn như Đường Gương Nguyên Bá, Tìm Lại Cuộc Đời, Tây Thi, với lại Trọng Thủy Mỹ Châu, vân vân. Và khi mình hôm nay mình đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng và mình hát lại cái trích đoạn này, tức là cái vai diễn của các nghệ sĩ đó hồi xưa diễn trong cái vở này á, cái cách mình ca, cái cách mình nhấn nhá, ngay cả cái cách mình gằn cái hơi của mình là mình cũng cố tình để mình hát cho giống với lại nghệ sĩ Văn Châu, đúng không anh? Dạ. Nhất là Ba Văn Châu ca mấy dấu sắc á, mấy dấu sắc hay. Với mấy cái é không hay. Còn với Hoàng Phước thì mình nhận thấy rằng là với cái giọng ca của nghệ sĩ Thanh Tuấn nó có những cái điểm gì đặc biệt để mình có thể mình hát cho giống ạ? Với giọng ca của chú Thanh Tuấn thì
cũng nhấn những cái dấu giống như dấu sắc, dấu nặng. Và nó có những cái giọng đảo, đại khái em không biết nói làm sao, vì em không có em ca, nhưng mà đó giờ em có học, em không có học thầy, không có học nghệ sĩ nên không biết. Nhưng mà nó có một cái ví dụ trong gió lộng mưa chiều dần dần vậy, là tự nhiên là khi mà mình nghe được chú Thanh Tuấn hát là tự nhiên mình có cái một cái gì đó mà mình thấy nó gần gũi và mình thấy thực hiện được á. Đó là những cái nét đặc biệt của các nghệ sĩ mà chúng ta đang hóa thân. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Trước tiên tôi rất là ngưỡng mộ bạn Phước. Bạn ấy có một cái cảm âm và một cái tai rất là hay, nhịp nhàng rất tốt. Mà ca thì lại là giống chú Thanh Tuấn, phải nói là có những cái, nhất là những dấu sắc đó, lên rất tốt luôn. Hy vọng rằng càng vào trong thì Phước sẽ chọn những cái bài hát riêng cho mình, làm sao mà có những cái dấu như hồi nãy em nói đó, dấu sắc này, dấu quyền, dấu nặng, ba cái dấu đó của Thanh Tuấn là không ai có thể nào mà gọi là độc nhất vô nhị đó của chú Thanh Tuấn. Còn đối với Thái Điền thì Thái Điền ơi, cái bài trước thì nghe còn giống Giang Châu lắm, nhưng mà qua cái bài này á thì Long lại thấy nó có cái âm gì của Hề Sa hay là của Hồng Tơ vậy đó. Của Hồng Tơ với chú Hề Sa. Chứ cái âm của Giang Châu là nó cũng có đó. Nó cũng có mấy cái nhẹ nhảo nhảo đó, hoặc là dấu sắc đó cũng có đó. Mình phải tìm ra những cái âm và những cái dấu của anh Giang Châu để mình có thể là mình diễn đạt cái bài hát nó giống hơn nha. Dạ, cảm ơn Kim Tử Long. Xin mời ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ. Điều thứ nhất là Thoại Mỹ khen Phước là quá chắc nhịp và sắp chữ rất là tuyệt vời, mà rất là tự tin đứng hát mà giống như là không có hát vậy đó, rất là thoải mái, không có bị gò bó. Và những cái mà thần tượng của chú Thanh Tuấn được Phước thể hiện rất là nhiều ở trong cái bài hát này. Chắc là chú Nam Thanh Tuấn nghe chắc là vui lòng lắm á. Có dạ, một người thần tượng mình mà ca giống mình quá. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thôi Mỹ. Dạ. Còn Điền thì đa tài quá, giống nhiều người quá. Điền phải lưu ý một chút là anh Giang Châu mấy cái ngân của ảnh á, mà nếu em bắt trước thì em phải để ý một chút. Tại vì mấy cái ư của ảnh nó ngộ lắm. Ảnh hát hài thì nó ra cái hài, mà khi ảnh hát kép, cái ngân của ảnh nó ra một chàng kép đàng hoàng, cho nên là em phải lưu ý. Nhưng mà là đa tài đó chứ, cũng dạ, hay đó chứ. Lời quá. Thái Điền thì em có cái chất giọng bẩm sinh riêng của em, nhưng mà trong cái câu giọng cổ mà em chọn để ca giống anh Giang Châu đó, thì tại vì cái câu đó người ta nằm lòng. Hương ơi anh nào muốn giết em đâu, là tại vì em đi theo bầy lá sói máu em đổ lại đó. Đó, y chang như vậy thì em ca cái e y như vậy, người ta mới nghe vào là ta nghĩ là em có giống anh Giang Châu. Tại những câu giọng cổ này để đời bất hủ, để đời ai cũng nghe. Khi cái ngân qua đó mình phải cố gắng để cho nó có một cái góc độ mùi, là tại vì câu giọng cổ này nó là cái câu mùi đó, cho nên là em phải để ý cái đó thôi. Chứ thật sự rằng là em rất là lời, nếu em ca hài cũng rất là tốt nha, mà em ca mùi cũng rất là tốt luôn. Cảm ơn hai thí sinh của chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho Thái Điền và Hoàng Phước. Người ta là nghệ sĩ giang hồ tiếp võ cầu sinh, còn mình là nông dân nghèo tư cô vô thân. Như lúc mình là bành mình đồi trôi theo sông nước xa xôi, thương lúa về làm vui năm ngoái đây mùa khô. Chuyện xưa nhớ bạn hiền, bèn trở lại đồn điền, mới hay chân còn bằng tinh nơ. Đã hai lần vượt ngục, tưởng không có được ngày về, năm
kia vừa bước xuống mẹ bị bắt lại ngoài khơi. Bốn năm chưa mang hàng an tu chồng nặng gấp đôi, đại bao sóng dồn gió dập mới thoát được về đây. Quý vị đâu? Ai nhà vậy? Ai nói gì đâu? Trời ơi, nó đã bắt má nhà anh làm gì hết. Ta không thể tận dụng được nữa hết. Ta phải giết nó. Không được, anh thua. Không được, anh thua. Không được. Trời ơi, không lẽ mẹ ngồi đây khóc lấy nước mắt đưa tù cho má cháu điên tao máu hận trào sôi tới con. Tao không thể ngồi yên bó gối quanh tay dập đập kêu trời thẳng khổ, mà tao phải sách mát được theo tờ ngõ lô tài. Kẻ lũ vô nhân nó chẳng xuất thương, kẻ đuổi tuổi nghèo nàn, thằng quân quản cuốn nặng, thằng hội đồng dư tàn ác. Ngày trong đêm nay chúng mày không phúc tay tao, anh không tao ra rung rung đồi máu và toàn thân tao đang bừng bừng đứng lên. Tao đi đốt nhà lầu lắm nó trả thù cho má, giết mất làng lính để giải cứu em lại. Anh Thừa, anh nghe tôi nói nè anh Thừa, thù cha mẹ con nào không ấm ức, tai họa của lại bức bức xót xa. Hành động như thế nào ta phải bình tĩnh mà liệu toan anh Thừa à. Trời ơi, trời ơi, mày bảo tao bình tĩnh liệu toan à. Tao còn đầu óc đâu ở đó mà so hơn tình mình. Cả năm lầm lì nhục nhục yêu đau khổ gian dài, để an má che chở em lại, tao phải nuốt quán hờn ngậm đắng nuốt cay. Trời ơi, tao đợi mày về đây, tao đợi mày về đây để cùng chen vai nhau tay chèo tay chân. Mẹ bị hạnh phúc tham thiết còn chờ làm chi nữa, bà tổng anh Thừa không được. Anh Thừa, mình sợ cảnh tù đài hay là mình sợ chết? Tôi không hề sợ chết, nhưng ngay bây giờ ta cần phải giữ mạng sống. Sống nhục nhằn và hèn nhát của mày cũng vậy. Anh Thừa à, trước đây tôi đâm hội đồng như một nhát dao, là tôi đã phạm một sai lầm đáng tiếc. Bốn năm gần gũi mật đàn anh tôi đã nhận ra tánh dối chẳng xấu mặt nào. Thừa thế phần thời đấu tranh có phải đâu là hèn nhát. Anh có giết hết cả bọn tay sai tàn ác cũng không giải thoát, giống nồi thoát cảnh bức lầm than. Anh đừng manh động làm điều tai biến, làm bể bạc nát tan cơ sở của địa phương mình. Lời mày khuyên thật là chí lý, tao đã yên lòng nhịn nhục đợi thời cơ, và xác thân này sẵn sàng lao vào lửa đó, và hai cánh tay này sẽ dùng lên đập tan xì xích gông cùm. Thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn trong vở Tiếng Hò Sông Hậu với thí sinh Thái Điền khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu với vai diễn là anh Thừa trong vở Tiếng Hò Sông Hậu cùng với phần trợ diễn của anh Thành Đông. Dạ anh Đông ơi, khi anh tập cùng với Thái Điền trong cái trích đoạn này nó có khó khăn gì không anh? Khó,
thôi. Dạ. Bị cái hơi của Thái Điền quá trời quá đất đi, anh theo cũng chết luôn rồi đó. Mà anh nghe anh có thấy giống nghệ sĩ Giang Châu mà. Giống, phải nói là từ xưa giờ nghe anh Giang Châu rất nhiều, cũng có gặp Thái Điền một hai lần, nhưng mà hôm nay thật sự mà bước vào cái trợ diễn cho bạn thì cái cảm nhận của anh là bạn ấy hát rất nhiều chữ giống anh Giang Châu. Dạ, cảm ơn Thành Đông rất là nhiều và một tràng vỗ tay dành cho phần trợ diễn vừa rồi của anh Đông. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình ở đây, mình nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Trước tiên thì chị cảm ơn Đông rất là nhiều, một người bạn diễn cùng với Thái Điền. Nhưng mà hôm nay rằng là khi vào bước bên trong này thì chị phải nói khen Thái Điền. Em cũng ráng cố gắng hết sức mình để ca những cái xử lý giống anh Giang Châu. Xử lý về nhạc, về nhịp và cái cách mà để vừa nói vừa ca, vừa nói vừa ca. Và cái những cái đoạn ngưng để em ca tiếp, để em dứt cái câu giọng cổ. Em xử lý rất là giống, khéo lắm. Em đã thể hiện được một cái vai gọi là cũng nhìn lên là nhớ cái hình ảnh của anh Giang Châu. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều, cố gắng lên nữa nha em nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với Long thì cái vai này tôi đã thích từ hồi lúc mà tôi còn nhỏ xíu á. Anh Giang Châu anh đóng như này quá trời hay luôn. Đúng là vai này chỉ Donnie đóng dài cho anh Giang Châu mà thôi. Còn đối với Thái Điền thì giọng hát thì Kim Tử Long không có phê bình nhiều, vì để mà có được một cái chất giọng như anh Giang Châu rất khó luôn. Như từ đầu Long đã nói, ít có ai mà có cái giọng giống Giang Châu lắm. Hôm nay là Thái Điền đã làm được là giống gần 80% rồi. Nhưng lý do tại sao mà không giống đến 90 hoặc là hơn đó, lý do tại sao Thái Điền biết không? Mình đã có chất giọng rồi, vì cái vai này á, nó thể hiện không phải là qua cái giọng hát nữa, mà nó thể hiện qua thần thái của cái vở này. Giống như cái câu giọng cổ mới vào đó, anh Giang Châu khi mà ảnh Tuấn Thanh nắm cái tay ảnh giật lên, anh Thưa, thì là ảnh vui một câu giọng cổ nó sốc liền. Cái người nghe tự nhiên nghe đó, nó rỡn gốc lên. Còn mình bị chậm một nhịp, đó là một cái là nó không có thể hiện được cái nóng của cái vai diễn là một. Cái thứ hai nữa, cái câu cuối đó, lời mày khuyên ta thằng là chi lý ta đã yên lòng nhẫn nhục đợi thời cơ đó, thì nghe kỹ anh Giang Châu anh hát đi, anh không có rải nhịp điều như Thái Điền. Còn về cái hình thái của Thái Điền đó, nó giống Giang Châu lắm, nó cũng mập mập, nó cũng bụng phệ phệ vậy đó. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều nha. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ ạ. Anh Điền ơi, cho Thoại Mỹ hỏi là trước giờ anh Điền là đi ca kiểu như tiệc thôi, hay là có đứng trên sân khấu thể hiện một nhân vật nào chưa? Chưa. Chưa hả? Đây là lần đầu á hả? Lần đầu. Nếu mà là lần đầu thì Thoại Mỹ khen anh. Còn nếu mà đã biểu diễn nhiều nhân vật rồi thì Thoại Mỹ sẽ bắt lỗi ạ. Ha. Mỹ mường tượng là lúc cái thời mà chú Giang Châu hát cái vai này á, thì cái chất giọng của anh đúng vào cái thời điểm đó của chú Giang Châu đó. Đó, tuy nhiên cái câu giọng cổ này á, của chú Giang Châu đã đi sâu vào lòng người lắm rồi. Cho nên hồi nãy anh ca đó thì anh thiếu một chữ nha. Anh thiếu một chữ khi gần xuống giọng cổ. Mà nếu mà thiếu một chữ đó thì anh lưu ý nó sẽ mất nghĩa. Có thể là anh tới lúc đó anh sợ đuối hơi rồi phải không? Cho nên anh bỏ chữ. Nhưng mà anh bỏ chữ rồi Thoại Mỹ thấy là nó không có nghĩa. Thoại Mỹ góp ý cho anh Điền thôi. Để có được vào vòng sau á thì anh phải lưu ý, cần phải lưu ý những cái điểm đặc biệt nhất của chú Giang Châu để mà mình lấy. Đó, còn hình thể của anh thì như anh Long nói là anh giống rồi đó. Nhưng mà còn thiếu cái thần thái đó nó không phải là dễ có. Mà một người mới lần đầu tiên vào nhân vật thì Thoại Mỹ khen anh. Cho nên là cộng điểm cho anh chứ không có trừ điểm anh. Yeah. Nha. Và những cái góp ý của anh là mong rằng là đi vào vòng sau thì anh Điền sẽ rút kinh nghiệm thì mình sẽ được tỏa sáng nhiều hơn. Ha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Và hy vọng rằng anh sẽ ghi nhớ những lời nhận xét của ban giám khảo, để nếu như mình có cơ hội vào vòng trong thì mình sẽ làm tốt hơn với hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu anh nha. Cảm ơn anh.
em cùng anh đón gió chiều thoáng đưa tâm tình trao những tiếng ca mộng mơ. Về đây cho lòng reo khúc hoan ca, về đây đây cho trái tim hiền hòa. Kìa trong lá rơi đầy sâu, đẹp như bức tranh nhiệm màu. Lặng nghe sóng reo mặt sông, đẹp như khúc ca tình đầu. Kiều Phiên em ơi, khi đất nước mịt mờ khói lửa, anh phải lo cứu lấy vàng sang. Em yên lòng trở lại Thiết Giang và đón đợi ngày vui tay ngô. Nếu chàng phải ra đi vào mùa lá đổ, thì mãi mãi em sẽ là kẻ đợi chàng bên cầu tay bé con thơ. Cam cánh nhọc nhằn và chịu nỗi cô đơn, y như nghĩ thật đáng thương khi cách lìa tịch. Xa con năm tháng môi mòn, nhớ thương nghĩ đến đau lòng. Hôn con yên giấc ngủ đông, mà lòng già xốn xang. Chiến tranh rộn ràng, tiền người ra chiến trận, nhất cư bất phục hoàng, đâu xa gì nguy nan. Khép cửa phòng quy chờ người trở lại, bao tháng dài quanh quẻ đơn côi. Sáng tư trong điểm ngày chia phôi. Phiên, Kim Tùng, Kim Tùng. Phiên, đã đến giờ anh phải lên đường. Em và con hãy ở lại bảo trọng và chờ ngày anh trở lại. Lạc đà rừng thu rụng lá vàng, ngựa hồng vui bước nẻo quang sang. Cười lên em nhé, giờ tiếng miệt nghe. Đừng để mi sầu lệ chứa chan. Phi, anh đi.
phiên. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Ta bây giờ là một tên sa phu nghèo khổ, còn vợ con ta không, nàng bây giờ là vợ của Lữ Thanh Huy, còn con ta cũng gọi người là thân phụ. Trăng sắp tàn mình còn mong ai, nghe dễ than gieo niềm u hoài. Từ khi chinh chiến cách xa, để bao thương nhớ xót xa, mấy thu qua chưa tương phùng. Kìa, sa phu, chẳng lẽ quân hầu không báo lại với ông là phu quân tôi không muốn con của mình gần gũi với tên sa phu bần tiện sao? Tên sa phu bần tiện? Ôi, nghĩ chán ngán trò đời dâu bề, lòng thế nhân nay đổi mây dời. Chướng tình như nước chảy trôi xuôi, đã chôn lấp trong bụi mờ quang. Thưa bà có biết tên bần tiện này là ai không? Ông đây là bà. Là kẻ ra đi vào một mùa lá đổ, và có người thiếu phụ ôm con nhỏ lệ bên cầu. Ông chính là... Tôi là nạn nhân của một cuộc giật đổi sao trời. Khi tôi đã về đây thì vợ tôi thuộc về kẻ khác, còn sợ đứa con vô tội bất hạnh khổ đau, khi nó biết được người mẹ tròn kính tròn yêu lại là một người lang thang trắng nết. Trời ơi, lang thang trắng nết à? Nhìn con. Dạ đúng như thế thưa bà. Vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là chiếc ngọc minh, thì tôi tình chi chuốc lấy sự đau buồn. Thế nên dù nhớ thương, tôi chỉ biết để được nhìn bóng dáng thân yêu ẩn hiện sau bức rèm thương. Bà ơi, cơn từng cơn từ lầu cao vọng ra tiếng cười quen thuộc như xé nát tâm can. Tôi chạnh lòng chua xót cho cánh gần nhau đau đớn. Tôi không đủ can đảm để làm gãy đổ sự yên vui. Không phải tôi nhẫn tâm với bà, nhưng đã lỡ rồi, ta phải đành với số kiếp. Số kiếp? Trời ơi, số
chất chồng ngang trời. Còn định mệnh gì mà gây lắm đau thương. Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới có đủ tâm can coi em như người xa lạ. Chớ còn riêng em dấu dặn gì hạnh phúc con thơ mà ngước dặn bến đồ. Nhưng làm sao em quên được bản tình ca. Em tiễn đưa anh ngày chinh chiến ở năm nào. Chuyện tình đã lỡ chuyến rồi, con đò nằm trước có người khác đưa. Tiếp chi bến cũ đò xưa, gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi xin giả biệt Quang. Hãy Quang Lý Kim Tùng ơi. Thôi tôi xin bà hãy nén đau thương. Ta đã vì tương lai hạnh phúc của đứa
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn nửa bản tình ca với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng và phần trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi. Một lần nữa cảm ơn Ngọc Đợi đã đến với chương trình nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, xin mời ý kiến từ ban giám khảo với phần thi vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Các em đã đem đến cho cái sân khấu nghệ sĩ thần tượng này phải nói là một cái tiết mục rất là, phải nói không biết nói gì hơn là chỉ ngồi để mà ngắm nhìn các bạn, lắng tai nghe các bạn hát, các bạn ca. Em diễn rất là điềm đạm, mà khi em nghe cất tiếng ca của em lên rồi và em những cái bước chân đi, những cái cách cúi đầu của em đi, những cái nhịp nhàng em đã sắp chữ, không có khác anh hai Minh Dương chút xíu nào ở trên trời. Em làm rất là tốt, chị chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Chào Bình Trọng. Câu nói đầu tiên của chị Mỹ là chị Mỹ cộng thêm điểm cho em là bữa nay theo lời góp ý của anh Long ở những vòng thi trước, hôm nay em để mái tóc của anh Minh Dương. Rất là dễ thương. Và cái điều thứ hai nữa đó là sao mà em ca giống dữ vậy. Cái này đúng là thần tượng luôn nè. Chẳng những em bắt chước mà cái âm của em nó cũng đã giống rồi. Và hôm nay phải nói là em đem lại một tiết mục vừa đã về phần mắt và vừa đã tai nữa, rất là giống anh Minh Dương, rất là giống luôn, một tiết mục xuất sắc. Chúc mừng em. Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Anh rất là ngưỡng mộ em là vì em có một cái chất giọng giống như chú hai Minh Dương gần là 90% rồi. Yeah. Cái trong cái vở này đó, nếu mà em nghe cho kỹ đi, khi mà chú hai Minh Dương bắn lên là bắn tới mây luôn. Hồi nãy có một cái đoạn ca Phụng Hoàng, em bắn cái câu mà cuối á, em bắn chưa tới. Nếu là em nghe kỹ chú hai Minh Dương bắn cái chữ đó, em ca lại giùm anh cái chữ đó coi. Ngã... chữ ngã đó phải chữ... lên thêm nhóng thêm cái nữa. Ai ngã chị đó, ơi, đó mới đúng cái đó. Chữ đó mới là chữ của chú hai Minh Dương. À, nhưng mà đối với em như vậy là quá tuyệt vời. Nhưng mà mấy cái rung với lại chữ dấu quyền của Trọng á rất là giống luôn. Tại nhất là cái dấu á, cái nhịp á thuộc về em lọt chữ sông Lan chứ chữ về nó chỗ nó giống y chang. Coi như nhịp nhàng em đi phiêu giống như là anh hai Minh Dương vậy đó. Cái âm đã giống rồi thì mình ca nó đã, cái rung nó là chắc chắn phải giống rồi đó. Chúc mừng em đã thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng Bình Trọng với phần thi vừa rồi. Trọng ơi. Dạ. Xuất sắc 10 điểm. Dạ, cảm ơn. Đất khách đêm nào lạnh khói sương, đêm khuya yêu hát quần ca trường bơ vơ. Là trời xa đêm dài lẻ bóng, cả không gian như chìm trong màu tuyết trắng, giữa tầng cao không một ánh sao trời. Một mùa đông nơi đất khách quê người, thiếu khắc đèn khuya soi mờ mùa vắng, bóng nhỏ ngập ngừng lê bước giữa trời khuya, tôi nghe lòng mình sao trống trải bơ vơ, trận gió tàn đông buốt lạnh thầm trên mây hoàng đường đêm, gió gật từng hồi cho cành rơi lá đôi.
lẻ màng đêm giữa phố phường xa lạ. Suốt mấy đoạn đường không thấy một người quen. Tôi ngồi một mình trên ghế đá công viên, nhìn chiếc lá hừng hờ bay trước gió. Nghe vắng vắng có tiếng ai ca dòng cổ, tôi bồng ngầm mùi thương nhớ dẫm trời xa. Trời đông màu thế nương, biết ai đâu gửi chút tâm tình khi cách bóng xa hình. Ngày lại ngày ngồi mơ cố hương, quên tóc xanh đã pha màu sương. Lời ca buồn cổ tim gửi sầu lớn. Đêm khuya lẻ bước một mình, nghe ca giọng cổ thêm nặng tình quê hương. Thưa quý vị, thí sinh Cẩm Loan đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Cẩm Loan, một bài hát rất là ngọt ngào. Nhịp thì là ca có tiến bộ hơn kỳ rồi đó. Nhưng mà vậy nha, hôm nay đó là Loan có thêm cái dấu huyền là giống chị Cẩm Tiên nữa. Nhưng chị Mỹ rất tiếc bữa nay em ca nguyên một bài tân cổ này á, chị Mỹ thấy ít có chỗ giống chị Cẩm Tiên. Em thể hiện cho em nhiều hơn là những cái của chị Cẩm Tiên. Ở chị Cẩm Tiên á, ngân câu 1 và câu 2 của chị rất là đặc biệt. Mà cái ngân của chị rất là chắc, rất là dài và rất là ngọt. Thành ra là những cái điểm đó là những cái điểm ưu nhất của chị Cẩm Tiên, đẹp nhất của chị Cẩm Tiên. Em cần phải học hỏi. Mới nhìn vào thì đã thấy 80% là của chị Cẩm Tiên rồi. Dạ. Vóc dáng này này kia nọ, rồi đứng ca thể hiện giống chị Cẩm Tiên. Mấy anh chị có thấy cái bộ dài này quen quen không? Cái bộ này hình như là chị Cẩm Tiên cũng có mặt rồi, đúng không chị Loan? Dạ, không biết là mình mượn của chị Tiên hay là mình may lại giống cái bộ của chị Tiên mặc ạ. Dạ, em may ạ. À, anh rất là ngưỡng mộ em. Em dám bỏ tiền ra may để cho giống Cẩm Tiên. Đó là một cái điểm cộng. Đối với Kim Tử Long thì đây là một cái bản sao của nghệ sĩ Cẩm Tiên. Trong cái chất giọng bẩm sinh em đã có một cái giọng giống Cẩm Tiên rồi. Có những cái chữ bể á, tha, chữ tha, tha hoặc là thở rồi chữ, những cái chữ bởi bể đó là của Cẩm Tiên đó. Giống Cẩm Tiên ở những cái dấu sắc. Cẩm Tiên có những cái dấu sắc gọi là giả thanh, nhưng mà đưa lên mũi nó rất là lạ. Mà em giống chị Cẩm Tiên điều đó. Chỉ có một điều mà em chưa giống Cẩm Tiên là về sức khỏe thôi. Cái lực. Cái lực của em chưa có. Cẩm Tiên ca giả thanh nhưng mà cái dấu sắc nó rất là bén luôn. Còn em cũng bén đó, nhưng mà bén của cái mềm mỏng. Cái câu 1 mà em dứt cái câu 1 đó em bị kéo ngắn quá. Nó ngắn quá. Mà những cái rung á, những cái rung của chị Cẩm Tiên nhất là dứt chữ cống rất là tuyệt vời. Dạ. Và nếu như mình may mắn mình vào những vòng trong sâu hơn nữa thì mong rằng chị sẽ giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe tốt để mình có cái làn hơi khỏe nhất, mạnh mẽ nhất để mình có thể mình đến với cái phần thi của mình một cách trọn vẹn nhất chị nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành cho chị Cẩm Loan. Thank you.
thắm sương mai sắc hồng tươi thắm. Hoa thắm hương thơm bướm ông là lời. Tình yêu đôi ta mãi mãi, người ơi nghe em nói nghe, ta trọn đời mãi mãi gần nhau. Mấy người tan trộm, bắt được quả tang rồi nha. Nhà ngươi là ai? Là kẻ nô lệ suốt đời của em đây. Anh Thái. Em nè, mấy ngày nay ở nhà có nhớ anh không? Hỏi chị lạ gì nè, nhớ sao không nhớ? Nhớ muốn chết luôn á. Nhớ thiệt không đó? Ừ. Nè, em có biết không, mấy ngày nay anh về thưa với mẹ, thưa với mẹ cái chuyện của hai đứa mình đó. Anh về thưa với mẹ, rồi mẹ nói sao? Thì mẹ nói... Mẹ nói sao vậy? Mẹ bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng, mừng ghê vậy đó. Với lại mẹ có gửi cho anh, đem quà đến tặng cho em. Mẹ có gửi quà nữa hả? Ừ. Quà chi đây? Nhắm mắt lại anh sẽ được. Nhắm mắt lại nữa. Nhắm còn, mở còn. Không được không? Ăn gian. Nhắm lại, khi nào đếm tới 3 thì em mới được mở mắt ra. Rồi, em nhắm liền. Nhắm mắt lại. Đưa tay đây. 1 3 chưa, 1 2 3. Wow, chiếc nhẫn hột sòn đẹp quá hả? Nè, đặc biệt mẹ dành riêng tặng cho em đó. Dễ thương quá hả? Nhưng mà thôi, anh tết đi. Ủa sao vậy? Em muốn chính tay của mẹ đeo cho em trong ngày đám cưới á. Em nè, em cứ cất nó đi, mẹ có rất nhiều hột sòn. Không chừng mai mốt mẹ sẽ tặng cho em thêm 3-4 chiếc nữa đó. Đẹp quá hả? Thật ơi. Hả? Tại sao? Tại sao bên trong chiếc nhẫn lại có chữ H? Cái đó là dấu hiệu của Kim Hoàng. Tiệm vàng nào cũng có ký hiệu riêng hết em à. Vậy hả anh? Ừ. Trời ơi, sao mình lo quá. Cả tuần nay mẹ đi Vũng Tàu cũng chưa về nữa. Em nói cái gì Vũng Tàu vậy? Anh à, mẹ đi Vũng Tàu cái tuần nay cũng chưa có về. Anh sao vậy? Không. Ngày hôm qua anh mới đi Vũng Tàu, tự nhiên cái em nói tới Vũng Tàu, anh nhớ tới biển cái anh muốn say sẩm mặt mày chứ không có gì đâu em à. Trời ơi, chết giận. Mẹ. Thủy Tiên à, em làm sao vậy? Em có sao không? Dạ em không có sao. Chắc tại bệnh cũ đó mà. Dạ không sao. Để anh đi lấy thuốc cho em nha. Dạ. Mà để anh. Hả? Nhà của em anh biết thuốc để đâu mà lấy. Thôi để em vô em lấy cho. Anh cứ lo cột lại chiếc giày của anh đi ha. Dạ con. Dạ được rồi. Để em vô em ra liền nha. Anh chờ em chút xíu nha. Được không? Dạ đó. Chút xíu à. Dạ. Em cô đến đây làm gì vậy? Tôi đã nói có bao nhiêu lần rồi, không được xen vào chuyện của tôi. Cũng giống như cô đã ngã vào vòng tay biết bao nhiêu người đàn ông mà tôi có để ý tới đâu. Nè, lãng hoạn à, tôi giết chết cô đâu biết chưa? Tôi biết. Nhưng khốn kiếp thay, trong tình yêu tôi chỉ yêu anh và không thể nào bỏ mặc để anh ung dung cùng kẻ khác tình chung. Nè, và nếu như tôi giết cô thì cô cũng đừng nên ân hận vì cô đã dám xen vào chuyện đời tư Thái Salem. Anh Thái à, anh chỉ là một con mồi và tôi là thợ săn. Anh chỉ cần dựa vào vai tôi và trời đã giúp tôi khi anh cướp nhầm mẹ vợ. Hai dân quanh khăn tan thì tình hận dở dang. Cô nói cái gì vậy hả? Mẹ vợ gì ở đây?
Thật tình là hôm nay tôi đến không phải gặp anh. Người tôi muốn gặp là Thủy Tiên. Thủy Tiên. Chị ơi, chị tới đây tìm em có chuyện gì không vậy? Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên phải thật bình tĩnh để nghe tôi nói nha. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Mẹ của Thủy Tiên. Mẹ em làm sao? Mẹ của Thủy Tiên bị người ta chặt tay, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Mẹ sẽ được mẹ cấp cứu. Trời ơi, mẹ. Thủy Tiên à. Thủy Tiên. Được đây. Cô làm gì vậy? Chiếc nhẫn hộp xoàn Thái Sa đem về tặng cho Thủy Tiên. Cô làm gì vậy? Thấy không? Hả? Ai đã chặt tay bà Lệ Hằng ở ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hộp xoàn? Tiên hả? Bộ ai đi Vũng Tàu thì cũng làm ăn cướp hay sao? Vết dao rất là ngọt, mà loại dao của Mỹ rất bén. Loại dao chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xúc quỷ nhập thần như vậy mà thôi. Tiên. Anh. Ủa, làm gì xua đuổi người ta dữ vậy? Hả? Biến. Biến. Thì biến. Nè, tôi chỉ nhận Mai Chi. Trời ơi. Thủy Tiên à, anh nói em nghe nè. Anh đừng đi đó. Đừng nghe những gì Mai Chi nói. Anh đừng gần tôi. Không, nghe anh nói nè. Anh đừng im đó đi. Thật tôi không ngờ, không ngờ anh đừng tin tôi cướp giết người. Mai Chi ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con phạm tội tày trời. Ông đừng đóng kịch nữa. Chiếc nhẫn này là bằng chứng. Ông đừng mong chối tội nữa. Không, Thủy Tiên à. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Tình yêu giữa tôi và ông chờ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời. Thủy Tiên. Người đàn bà bị mất một bàn tay chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu. Tiên ơi, em dằn cơn bất loạn. Anh vẫn là anh vẫn dương chất hiền lương. Nghe lời ai em cứ tội nặng lời. Thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ hung đồ. Anh xin em chớ quá lạnh lùng, mà tội nghiệp cho anh. Thì càng lộ rõ chân tướng của một kẻ chứng minh một con người sống chết. Thì đừng ngóng mới, đừng nói chi tiêm những lời đường mật để tiếp tục rủ tôi vào cơn đam mê điên loạn. Còn tôi đêm bước đau thương mà nghe chiếu nặng thương sâu. Tôi đã lập tình tên trong con tình. Nếu tôi có đủ sức mạnh, tôi giết anh để rửa hận. Mẹ tôi bị tất liền tội lỗi ấy. Vô tôi, một kẻ ác độc, một kẻ chưa mưu. Thái ơi, anh đã dùi chung tình ta vào trong quyền lành. Mặt đất cuộc quái, bầu trời nghiêng đổ. Ta như
giờ phiêu lãng. Tiên à, thật tình đó là anh không hiểu gì hết. Em à, anh yêu em, mà lẽ nào anh lại chặt tay của mẹ em sao? Tiên ơi, em hãy nghe anh nói nè Tiên à. Còn gì nữa đâu, mong duyên trò bị thương đau khổ khi ở trong tôi mối tình trong trắng. Lòng vẫn tròn yêu sao mong giờ tan nước bằng về sống cướp mất của tôi. Những gì mở tường đôi ngã chỉ làm đau nhói trong lòng, đành xa nhau xa mấy anh ơi cho đến muôn đời. Và lần gặp gỡ hôm nay cũng là lần gặp gỡ sau. Từ hôm nay kể như tôi nhớ ông đã chết. Hồ thầm quang thường đã ngăn cách tình kiến. Mẹ ơi xin mẹ hiền tha tôi mất hiếu cho con. Con xin thừa kiếp này con lội đau. Để trẻ không mắng đêm dài quanh quẻ. Tôi sẽ về chiều cũ đậm mơ nhớ. Em à, em hãy nghe anh giải thích đi. Ông đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe nữa. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Kể từ bây giờ cho đến hết cuộc đời này, đừng bao giờ ông cho tôi thấy mặt ông một lần nào nữa hết. Không, Thủy Tiên à. Em biết không? Thủy Tiên. Đau khổ quá bỏ chạy hết trơn rồi thưa quý vị. Rồi xin mời quay trở lại Thủy Tiên, Thái Salem và Mai Chi. Dạ thưa quý vị, đó chính là thí sinh Hằng Ni với phần trợ diễn của nghệ sĩ Điền Trung và Lê Thanh Thảo. Em với lại ông xã mình là Điền Trung nè ha. Rồi hai người mình là bên ngoài mình đã từng diễn chung với Hằng Ni bao giờ chưa? Dạ thưa, lần đầu tiên em được trợ diễn cho Hằng Ni, lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Vậy mà khi được Hằng Ni mời nhận lời liền lập tức là vì yêu thích giọng ca này hay là vì yêu thích chương trình? Dạ em có nghe chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng, em cũng có nghe là tại vì em thấy tất cả các anh chị tham gia đều là ca giống nghệ sĩ các cô chú đã từng đi trước. Em thấy là rất là thích, và qua đó là em thấy bạn Hằng đi ca rất là giống cô Phượng Hằng. Dạ cái làn hơi và cái giọng hơi dài rất là hay. Cảm ơn Điền Trung và cảm ơn Lê Thanh Thảo. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thí sinh Hằng Ni của chúng ta. Xin mời ý kiến từ ban giám khảo, em mời chị Thoại Mỹ ạ. À. Chị Mỹ khen Hằng Ni rồi, nói đầu tiên á là bữa nay Hằng Ni rất đẹp nha. Dạ. Vẫn giữ được phong độ và vóc dáng nhân vật thì thấy giống chị Phượng Hằng lắm. Dạ. Nhưng mà chị Mỹ rất tiếc á là bữa nay á Hằng Ni á là mình sai lỗi chính tả nhiều quá. Mà cái lỗi chính tả này á là không phải chị Mỹ nhắc mà anh Long và chị Hằng đã nhiều lần nhắc Hằng Ni rồi, nhưng mà em chưa có khắc phục được. Chị Mỹ nói những cái lỗi này để nếu em có được vào vòng trong thì hãy cố gắng chỉnh lại cái lỗi chính tả nè, và khi ca để cho giống chị Phượng Hằng, ráng thả ra, đừng có gồng quá và nuốt cái chữ quá thì nó sẽ bớt giống chị Phượng Hằng nha. Chị. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào Hằng Ni. Dạ, em chào chị. Thì hôm nay chị nhìn thấy em nè, chị nhìn thấy nè, cái tóc dài em cũng là giống như chị Phượng Hằng nè. Cái kẹp cũng giống nha. Cái kẹp đó là tôi thấy bắt gặp Phượng Hằng cũng thường xài lắm luôn đó. Rồi cái phần thoại của em, phần thoại cũng giống, cũng tốt lắm. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tư Long. Hôm nay tôi thấy là Hằng Ni làm rất tốt. Em làm một cái vai diễn mà anh nhớ lại chị Phượng Hằng. Và em hôm nay em cũng đã thành công trong cái vai thần tượng của mình, đó là chị Phượng Hằng. Dạ, em cảm ơn ban chị ạ.
À, như chúng ta thấy rằng là ba vị giám khảo thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng trong cái phần trình diễn vừa rồi. À, nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì những cái lời góp ý đó vẫn sẽ là những cái điều rất là cần thiết, rất là tốt cho chúng ta trên cái quá trình mà chúng ta tham gia cuộc thi này nói riêng, và sau này sẽ còn là một cái hành trình dài hơn khi chúng ta làm nghề nữa ha. Chúc cho Hàn Ni sẽ luôn luôn có những thành công của mình, không phải chỉ riêng trong cuộc thi này mà còn ở cái hành trình sắp tới mà khi bạn làm nghề một cách chuyên nghiệp nha. Cảm ơn Hàn Ni rất là nhiều. Và cảm ơn bạn giám khảo. Hà Mẫn Tiên. Tiên ơi đừng dòi rồi, câu dính bị tình yêu. Những hoàn cảnh trai ngang có ba tôi buồn ngàn ngon. Chiều từng chiều bên suối em vẫn đợi anh về. Hôm nay vắng ba nhau tình chớ buồn để tim buồn đau. Tiên ơi đừng nói ba nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói ta nhau cho buốt lạnh con tim thương nhớ trào dâng trên đôi mắt rưng sâu. Em vẫn hằng mong đừng gian nhớ nghiệp câu. Đôi khi muốn quên mà tao thấy nhớ, muốn ta mà dạ thấy nao nao. Cả cuộc tình mình trao nhọn cho nhau, từng câu nói thiết tha từng tia mắt đậm đà. Mình nhìn nhau say đắm trong phút giây đầu hai đứa trộm nhìn nhau. Rồi bây giờ anh nói tiếng chia tay, anh hy sinh tình yêu cho em trọn đời hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của em là tình yêu anh đó. Nếu tan rồi em biết sống làm sao. Sao lưng hãy bằng lòng làm chủ soái phu nhân. Nếu nàng đến với Hà Mẫn Đạt, nàng sẽ được hạnh phúc. Ơi bà chúa núi rừng ơi, người con yêu thương nhất lại có thể thốt lên những lời khiếp sợ với con được hay sao? Đừng gọi tên ta, ta khiếp sợ mi như một loài thú dữ. Từ đây ôi buồn sao tình yêu giang dối.
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của thí sinh Nhật Anh Dương. Sao rồi, bây giờ cảm giác sao? Ô, em gung quá trời ơi, không biết nói gì luôn. Trời ơi, bây giờ nói cũng giống nữa. Trời ơi, cái giọng của bác cười cũng giống. Vậy thì bây giờ mình nghe ý kiến từ giám khảo nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Biết nói gì đây giờ? À, khi mà anh Dương ra đó là cô Thanh Hằng chỉ có một cái rằng là nhắm mắt lại đi để nghe được cái giọng ca của chị Thanh Kim Huệ thôi à. Phải nói ca sao mà giống dữ vậy, không biết trời đã ban cho anh Dương. Tuy rằng là anh Dương là một người nam nhưng mà lại có một cái giọng nữ như vậy, phải không biết giờ nói làm sao giờ đây. Ca giống quá, đúng là cái là chủ đề là nghệ sĩ thần tượng rồi. À, cảm ơn anh Dương rất nhiều. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. À, chị Mỹ khen Dương á là cái ông bắt chước cô Huệ dễ sợ luôn á, từng tóc từ diễn rồi chị Huệ cũng ưa để cái tay vậy nè chị. Ừ, để vậy đó cũng nhẹ nhàng lắm. À, nhưng mà chị Mỹ tiếc có một chút, phải chi mà bữa nay á em chọn thêm một người bạn diễn cho em á thì sẽ làm cho em tự tin hơn và em sẽ dễ diễn hơn và em sẽ dễ bứt phá nhiều hơn. Yeah. Em, anh đang nói em là một hiện tượng lạ của sân khấu cải lương. Đúng vậy. Là vì sao? Em là một người nam mà em lại hát giọng nữ, mà giọng nữ của em lại là một cái nữ danh ca của làng sân khấu cải lương, thì nó đặc biệt vô cùng luôn. Nhưng mà ở đây anh muốn nói á, là cái sự hóa trang của mình á, để trở thành á, là một cô gái á, thì cần phải chăm chút hơn. Dạ. Vậy thôi cũng là em thấy em là em cũng thấy giống, là đẹp rồi đó. Anh cũng thôi thấy... anh đòi hỏi cao quá. Giống chị Thanh Kim Huệ vậy, Thanh Kim Huệ bao nhiêu đó cũng mái tóc búp bê giống cô Huệ vậy thôi chứ đại nghĩa. Em đã từng diễn vai nữ, em đã từng bắt chước cô Ý Lan phải không? Phải không? Dạ. Bây giờ anh Dương bây giờ nhìn vô anh thấy cái nét nào là nét con trai đâu? Đó thấy chưa? Chắc anh Long đứng xa quá, Dương đứng gần đi. Đứng gần cho Long coi nè. Lại gần coi. Đi theo Thanh Kim Huệ coi. Đi dáng cô Thanh Kim Huệ coi. Đó. Đó, y chang rồi thế không? Rồi nói luôn đi. Dạ, em xin chào Quang Quyền. Đó, thấy chưa? Chị Hến ơi, chị Hến. Dạ. Chị Hến về chỗ đi. Dạ, thưa Quang Hến về. Đó, thì bữa nay chị Mỹ thấy là Dương đã có cố gắng rất là nhiều và vẫn giữ được cái phong độ. Chị Mỹ chúc mừng em. Và một tràng pháo tay dành cho Nhật Anh Dương. Chúc anh đài. Duyên tình cách chia anh đại ơi nàng dây che bao tật lòng bao nhớ kỷ niệm xưa giữ luôn bên mình quyết không lìa xa. Đại em ơi đến ngày anh ta không quên câu thề, vẫn còn
đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu. Mà tang thương vẫn kỳ quan cũng đã dang lên rồi. Lệ sầu rơi đường thăm, người tình đầu nơi xa có thâu. Chúc anh đại, chúc anh đại. Ôi đông đầy chung mau chuyện tình mình. Anh Đại ơi, làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lô. Kỷ vật còn đây, người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Làm sao quên được những kỷ niệm vui buồn, phun hoàng sáng nín hình đôi bóng, gợi vào lòng qua ý nhạc lời thơ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ hồi, người xa người tội lắm người ơi. Ta rằng chẳng biết thì tôi biết rồi, mỗi kẻ mỗi nơi hỏi ai không buồn. Gió, gió, gió đâu đến, lạnh mua cả tâm hồn dần hồng sáng soi, không làm ra ngắm tâm hồn. Đại đại ơi, anh nói tình chúc lương ngàn đời, gió mưa phải nhòa, không phải được tình mình. Trời không thương nỡ gieo biệt ly, ta yêu chúc nương. Anh yêu đại ngàn đời, thế tốt đâu đại ơi. Anh đại ơi, chúc anh đại, chúc anh đại. Trời cao chứng cho, dù tháp tôi vẫn còn yêu, dòng nước trong giữ lại lãng bao tình thương. Bơ bơ cơn gió cho cành khoan tay lá, cho cho niềm trào lòng yêu thương. Mây đêm còn phủ màn sương như
sang cho duyên tình tôi. Liêm hồn nơi chính sông chúc anh đài, anh đài, anh đài ơi. Và chúng ta vừa thưởng thức một cái vai diễn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, với cái phần hóa thân từ Trọng Nhân khi mà tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ, khi mà xem trích đoạn này thì hình như thấy các anh chị trong ban giám khảo cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Em xin hỏi chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Một cái vai diễn để đời của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh 20 mấy năm rồi Mỹ không được diễn chung với ảnh vở này, và anh cũng không diễn vở này nữa. Và vai diễn này nó ấn tượng với lại Thoại Mỹ và ngay cả chị Thanh Hằng. Tại vì khi mà tập cái vở này á, Mỹ với chị Thanh Hằng rất là cực khổ và bị đòn rất là nhiều. Được anh Vũ Linh rèn luyện, khi mà Trọng Nhân hát thì bao nhiêu kỷ niệm nó dồn về Thoại Mỹ. Mình thấy mới đó mà bây giờ tại sao mình không được xem anh hát nữa. Bao nhiêu cảm xúc nó cứ dồn về làm cho Mỹ cảm động. Và hôm nay thấy được cái hình ảnh của Trọng Nhân trên sân khấu này giống như là một Vũ Linh đang đứng diễn ở trên sân khấu vậy đó. Qua tới vòng này thì cô Mỹ thấy con tiến bộ rõ. Con có một cái sự tự tin và thấy được cái niềm đam mê yêu nghề của con ở trong cái lớp diễn này. Con có tương lai lắm. Cố gắng. Dạ. Qua những cái bạn thí sinh như thế này thì chúng ta sẽ nhớ về những tượng đài của nghệ thuật sân khấu cải lương của chúng ta. Những người đã đi trước, đã tạo nên nền móng, đã làm cho sân khấu cải lương ngày càng trở nên đẹp và lung linh như thế nào. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cũng như Thoại Mỹ, cảm xúc nó nhớ lại năm 1991-92. Là thời điểm đó là Thanh Hằng và Thoại Mỹ đã được anh Năm Vũ Linh rèn luyện rất nhiều. Trước khi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ đào chánh ở tất cả các đoàn ở với các tỉnh miền Tây. Nhưng mà về thành phố rồi, phải nói thật sự, ngày hôm nay có cái tên Thanh Hằng được khán giả biết nhiều hơn cũng nhờ vai Chúc Anh Đài mà năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã rèn luyện cho Thanh Hằng. Cho nên là cái cảm xúc nó đông đầy. Nhớ anh Năm lúc đó là anh kéo mặt lại mà anh kêu chữ anh Đài ơi, cái chữ ơi của anh nó bể cái sao chót cái tường. Anh Đài ơi, giống y chang luôn, không khác chút nào hết. Cái chữ ơi đó đó, tôi nhớ hoài đến ngày hôm nay. Cảm ơn Trọng Nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời anh Kim Tử Long. Chỉ khen con một cái điều là ở lứa tuổi 18 của con mà con đã thể hiện được cái vai đài như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chưa chắc gì những người nghệ sĩ mà đã khổ luyện mà hát được như vậy. Còn phải nhớ một điều là chúng ta hát không phải là chúng ta khoe hơi, mà chúng ta hát bằng trái tim, bằng cái hồn của nhân vật, bằng cái hồn của bài ca. Với 18 tuổi mà làm được như thế này thì chúng ta có quyền hy vọng ở lứa tuổi 20, lứa tuổi 25, lứa tuổi 30 chúng ta sẽ có một kép chánh Trọng Nhân trên sân khấu cải lương, có phải không ạ? Bởi vì đây chính là những cái nơi để chúng ta tìm ra được những bạn trẻ yêu thích bộ môn này và chúng ta có thể chấp cánh cho họ để chúng ta có thể có được một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và chúc mừng Trọng Nhân. À thương đại dương. À Cương đại dương, cửa hồn mơ nhung thiên thai, thêm cung quan tương ngộ hằng ngà, già và tuyệt căn đẹp sao dòng dáng đồng ngà, càng đẹp quá xinh đẹp cửa trắng tầm đẹp trong giang khúc phi thương, nào dám sánh cao với thần tiên, thân hồng nhạc viên xưa nhờ ơn đói nước bọt bèo
nữ dù ta đôi cả muôn thập. Thần thiếp xin ghi ta hồng ân. A Khương đại vương, nàng hãy nhìn xem. Ô, một con chim bé nhỏ, mắt long lanh trong suốt dễ thương. Đại vương, đại vương tặng nó cho thiếp nghe đại vương. Tặng cho nàng à? Dạ. Con chim bé nhỏ này có đôi mắt rất dễ thương, nhưng nó có cái tên thật là thương cảm. Nó tên là gì vậy đại vương? Nó tên là xin đừng quên tôi. Xin đừng quên tôi. Cái tên gì mà ngộ vậy? Phải. Xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sông người tương gian cuối, nhờ sự rủi dung của dài ngần hà. Tôi hồn cùng qua muôn đời ta có nhau. Tây thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng. Về bên ngô hoàng giữa nơi cung vàng vui say cánh tàn nguyện ương liền canh mai đào liền canh trọn đời không. Ta nhìn thêm ngất ngây, xây bao lâu đài đuổi bao nhiêu thành ngô dương không từ chối. Sương rơi, thiếp nghe hơi lạnh. Vậy ta sẽ mặc hoàng bào cho A Khương. Đội ơn đại vương. Trời đêm giá lạnh, hà y trăm trao ai cạnh hoàng âm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho bao tháng năm chiến trình dùng mã thương ngày đêm trần tiền trải bao gian khổ nguy nàng. Ai ai ai. Mơ thì kiếm thiếp chân rượu đào tấu nhạc khúc giai quay muôn sầu hiên nhang lòng sung ân thế A Khương thủy chung trọn kiếp muôn đời ai khách mượn ta vui trọn ước mơ. Trời đêm giá lạnh giá
mấy khách vào mời. Tiếng trầm bổng tinh tan tan tình. Đêm nay được quân ca chợt vui hơn khắp nơi anh sáng chạc hoa. Có đôi khuyên ương trao tình đắm say. Đêm nay được hưởng quốc ca chợt vui hơn khắp nơi anh sáng chạc hoa. Có đôi khuyên ương trao tình đắm say. Dạ cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Dạ, ta hỏi chuyện gì? Dạ, dạ muôn tâu, Ngũ Tướng Quốc đã tự sát rồi. Chia biệt Ngũ Quốc.
quốc đã bại giống về Việt Dương câu tiễn ta thẹn với Tiên Dương cùng liệt tương phố anh hùng. Đoan trước thế cờ giang bà câu tiễn quy lùng tương quốc khuyên ta ta cùng đông bác bỏ tình tưởng kẻ thù như thỏ nhỏ hiền ngoan. A Vương hỡi tương nàng số phận hồng nhan mau nước giặc quan sang cách xa phường bảo ác ân tình của A Vương xin chờ nhau kiếp khác trong giây lát nữa thôi mạng bạc đến giới ngô hoàng. Sao ngày qua xem thương lòng chung thủy qua thương dầu tham trang đón trường duyên ương cùng chung cảnh gặp phải giáng nguy đồng chúng thấy nơi nguyệt lành cho trọn phu tùng danh tiếng chẳng mơ phai. Này, nghe ở đây, buồn say, vô quốc đã thuộc về tay Việt quốc, hãy quy hạ mạng sống sẽ diễn toàn. Không, một danh tướng như ta không thể đầu hàng quân phản quốc. Phạm lại, nơi xa trường, ta là người chiến bại. Nhưng giữa trận tình ta là kẻ chiến thắng nhà ngươi. Phụng tiên đế tha tội cho con, tướng quốc phủi lòng hơn chờ cùng sai theo giới. Nghĩa can thường muôn thuở dân miên trường, sống độc tịch độc sạc, nếu có thác độc quan độc quách, A Khương nguyện bên phù sai mãi mãi. Ngồi dưới coi cảm thấy hay quá. Và rất là hay, rất là xúc động với cái phần trình diễn vừa rồi. Mặc dù chỉ có hai nghệ sĩ trên sân khấu thôi, hai bạn đó có một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Trước tiên là cảm ơn Bảo Ngọc nha. Cảm ơn Bảo Ngọc đã đến với chương trình và hỗ trợ cho Trọng Nhân. Khi mà xem tiết mục này thì Đại Nghĩa thấy rằng là ban giám khảo cũng rất là xúc động. Dạ, xin được hỏi cảm xúc của chị Thời Mỹ như thế nào ạ? Cô Mỹ khen con là con nhỏ tuổi nhất trong chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng này mà con dám thể hiện một cái vai rất nặng ký của cậu Năm Vũ Linh. Cái vai này đó cậu Năm đã để lại trong lòng khán giả rất là sâu đậm. Con ca đó thì con chưa có cái âm giống cậu Năm nhiều, nhưng mà con xử lý chữ đó có nhiều chữ là giống cậu Năm. Dạ. Và con diễn cái thần thái đó thì cô Mỹ thấy con có nhìn, quan sát kỹ cậu Năm, cho nên con bắt chước những cái thần thái, những cái chữ giống như là câu xuống dòng cổ, là cái rung và cái chữ ngân á, giống cậu Năm lắm. Tuy là hôm nay con xử lý những cái chữ đó, nó gần giống thôi, chứ nó chưa tuyệt đối giống. Nhưng mà cô Mỹ khen con cái thần thái và cái sắc vóc của con để con thể hiện cái vai này. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có thể cố gắng dùng những cái chữ, những cái luyến lấy để giống ông Năm, tại vì con thần tượng ông Năm Vũ Linh mà, đúng không? Dạ. Nhưng con cái rằng là cái âm giọng của con cũng như cô Thoại Mỹ nói vẫn là của Trọng Nhân. Con có đặc biệt cái riêng của Trọng Nhân. Cái vai diễn này bây giờ nó đã là Trọng Nhân, cô cảm thấy rằng là đây là con phải dành riêng cho con, để cho con có một cái sắc thái riêng của con. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đó là những chia sẻ từ giám khảo Thanh Hằng. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Chú khen con là con diễn vai này đối với con trong mắt của chú quá xuất sắc. Con cảm ơn chú.
Nhưng để nói rằng con giống ông Năm hay không á, thì bây giờ chú mới phân tích cho con nghe. Trong cái vai diễn này chỉ có một mình ông Năm Vũ Linh mới thể hiện được cái thần thái của Ngô Phù Sai. Giọng con thì nó có cái sự vang, giọng mũi của con nhiều hơn giọng của ông Năm. Tại vì con mới 17 tuổi à, hình nữa là con chưa có đủ cái kinh nghiệm dày dặn để con có thể thoại khi mà con ca những bài bản mà ông Năm đã ca. Chú góp ý để con lấy cái đó làm kinh nghiệm. Dạ. Để sau này khi con lên sân khấu con hát những cái vai nó hùng tráng như vậy và nó có một cái quai phong như vậy thì không thể nào con nói bằng cái âm nó được. Con để ý ông Năm đó. Phạm lại! Ngớ xa trừ, ta là người chiến bại. Nhưng giữa trận tinh, ta là cái thắng là người. Nó khác. Còn nãy con nói nó bị nhão lắm. Ông Năm dùm cái hơi ruột đó, con hiểu không? Thì đó là những cái mà khi mà đóng một cái vai như vậy là mình phải phát âm khác. Chú chị chúc cho con sẽ thành công ha. Cảm ơn dạ. Chú xin cảm ơn ban giám khảo à. Chúc mừng Trọng Nhân với tiết mục vừa rồi. Dạ, con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Hoàng tử hãy nín đi. Người khóc cho mình xa mẹ lìa cha, hay khóc cho thế sự vì danh lời đua chen chen giết. Nín đi hoàng tử, hoàng tử hãy nín đi. Chết rồi người khác sửa có phải không? Sửa đâu cho người bú bây giờ. Chung quanh đây chỉ là núi rừng và dã thú non xanh, không có nhà cửa lương dân, làm sao lưng bồng người đi bú thêm. Phải rồi, hay là tôi sẽ cắn tay lấy máu thay giọt sữa ngon để đông cung đỡ già nó lòng. Hầu vượt qua dòng đêm thỏa vương gian. Hãy bú cho nó giấc dài ngủ yên. Tôi sẽ đưa hoàng tử đến sang hậu thành, nơi Long Đàm Hồ Nguyệt, nơi sẽ phất cờ đại nghĩa từ gian. Rừng cây chớm chở núi đá chập trùng, lao sậy phủ đầu biết lối nào đi. Mưa đông vừa gọi ta tiếng nói thân quen, ai để lạc hương linh ta đây? Hương linh ta, phải rồi, tiếng bằng hữu thăm giao, hương linh ta kia rồi hiền hữu. Lẫn ngỡ rằng ta chẳng gặp nhau, chung lối bước tìm về sang hầu. Khương hiền đệ,
để bỏ huynh đi sao? Đồng huynh, để phá dọc dây chẳng được ngăn bước giặc, để xa cơ dưới tay ngũ tướng ta ôn đình cay. Tương Đông cung tuổi nhỏ chịu gian lao, nương cho mây trở về hồn đưa hiền hữu tiếp nối đoạn đường dài cứu chúa. Khương hiền đệ, Khương hiền đệ. Tình lìa phân lòng cao dân, niềm sầu đau thù quân gian hơn giả mang, nghĩa kim bằng ly cách xe chia, âm dương nghìn thu vinh viên hết cùng trùng cùng tình biệt quân thần. Cho sáng dần trăng cao ngất, đặt vững niềm tin ngày mai chiến thắng tô điểm non sông rực rỡ huy hoàng. Như tác đổ xuôi tuôn tràn ngập dân cao nghĩa khí anh hùng, huynh xin nguyện đất trời minh để một ngày tự tay ta phá tan loài bào, giữ trọn lời thề bằng hữu chi giao, trọn nghĩa nước tình dân, dạng giữ trung thần chi đạo, cho hương hồn anh nở nụ cười nơi chính xuôi, cho giọt máu quân thương về nơi gác phường lầu vàng. Đồng quân Khương hiền đệ, đồng quân, đêm trường theo đường trường xa, anh lung linh bóng đêm soi đường, rừng núi bao trùm sương lam đầy giá băng, dù em đưa đường anh vì toàn dân ta chung đường tìm lối tương lai. Thế là hết tương phùng tri kỷ, gieo ưu phiền nhân thế góc biệt ly, ôi hết còn quan lạc buổi sinh kỳ, không muốn chén ly vui mà lệ đắng cay tay men sầu nào được. Lời để khắc anh bền chặt kim gan bền chí cương quê hương, nơi chốn cửu tuyền giấc giờ hồn ma vẫn quê chờ theo đường lối sang hà. Lời ký thác hôm nay ta nguyện ghi khắc trong tâm, vì thành sang hậu một ngày đền trả hận. Sao trời hương hồn theo gió em về hương vô, Khương hiền đệ, kia ánh dương đà hẻ dạng, đã mau cốc tóc lên đường đưa ấu chúa trở về thành sang hậu.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn vở Sang Hậu với phần thể hiện của thí sinh Trọng Nhân và người trợ diễn Tô Tiểu Long. Xin mời Tô Tiểu Long quay trở lại sân khấu nha. Trước tiên muốn hỏi thăm Trọng Nhân nè, sao chọn cái vai khó quá vậy? Tại vì cái vai này bây giờ vừa phải ca, vừa phải diễn mà vừa phải vũ đạo như vậy nữa. Vì sao con lại quyết định chọn vai này? Dạ thì con thấy được một cái trích đoạn có ý nghĩa. Với lại con cũng mê ông Năm hát vai này nữa. À, coi như là mình chấp nhận thử thách đúng không? Dạ. À, còn với Tô Tiểu Long thì sao, khi mà tập trích đoạn này với Trọng Nhân thì em cảm thấy thế nào với bạn ấy? À, lần đầu tiên thì khi mà Trọng Nhân có lời mời chú Long ơi hát cái Khương Linh Tá phụ con nha, thì nhắc tới đường Sang Hậu thì Long cũng rất mê, nên lập tức nhận lời ngay. Một tràng pháo tay dành cho Tô Tiểu Long với phần trợ diễn vừa rồi. Cảm ơn Long. Và bây giờ mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Em xin mời anh Kim Tử Long. Những người nghệ sĩ ngày xưa, ví dụ như là ông Vũ Linh nè, chú Trường Sơn nè, ông Thanh Tòng nè, những người đó đã luyện vũ đạo từ tấm bé. Vì vậy cho nên là cái sức lực của họ đó, khi mà họ bước lên sân khấu đó, họ vũ đạo cỡ nào, họ ca giọng cổ nó vẫn y chang, tại vì họ đã luyện từ bé. Còn con á, con là một cái người đam mê cải lương và con đi theo thôi, con không học trường lớp nào cả, mà con múa và con hát như vậy là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà chú chỉ dặn con một điều, nếu như có đi vào vòng trong nữa, tiết chế lại, bớt múa lại, và nếu có múa, dành ra phần sau. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Tiếp theo xin mời giám khảo Thanh Hằng. Đối với cô thì Trọng Nhân của cô rất là, nói là sáng sân khấu, bộ tịch cũng rất là đẹp, tốt lắm con. Và con phải cố gắng nhiều hơn nữa theo những lời của chú Long đã dặn. Con nhớ kỹ vào đó để mà con tiếp tục bước vào vòng trong nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Tuy rằng là cái giọng ca của con á, trời không cho giống chú Năm Vũ Linh, nhưng mà con biết khôn, con biết xử lý khéo, là con lấy những cái chữ mà ăn tiền của chú Vũ Linh con đem vô đây. Con lấy được những cái tinh túy của cậu Năm trong cái trích đoạn này, chỉ cần vài chỗ thôi là đã đủ ăn tiền rồi. Tất cả những cái gì tinh túy của chú Năm Vũ Linh thì mình nên học hỏi để mình trao luyện, để cộng với cái bản thân của mình nữa, để mình phát triển trên con đường làm nghệ thuật của mình nha con nha. Dạ, cảm ơn cô Mỹ. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Nghĩa.